siêu xe tải. Ôi trời, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chào Tom, bạn được gọi tới chỗ tai nạn à? Phải, mình biết Tom mà. Bạn giỏi nhất là xử lý kẹt xe và sửa chữa cho mọi người. Họ ổn chứ? Thật là tốt. Nghe nè mọi người, có một vụ tai nạn và Tom đang cậu những chiếc xe ra ngoài. Các bạn sẽ sớm lưu thông lại thôi. Ôi không, do phải xếp hàng dài chờ đợi nên họ hết nhiên liệu rồi. Và Charlotte cũng bị kẹt ở giữa. Ai có thể đưa mọi người tới trạm xăng đây? Tom, mình cho là bạn không có thời gian để cậu những chiếc xe tới trạm xăng đúng không? Em đi đâu vậy Tom nhí? Ý hay đó Tom nhí, hãy gọi cho siêu xe tải. Chào Kha, bạn đang chăm sóc vườn hoa à? Nghe nè, có một vụ khẩn cấp ngay tại giao lộ và tụi mình cần bạn giúp. Ý mình là cần siêu xe tải giúp. Tuyệt lắm Kha, bạn sẽ có thời gian chăm sóc cây sau khi xong nhiệm vụ giải cứu này. Phương tiện nào có thể đưa những chiếc xe tới trạm xăng? À, một xe vận chuyển xe hơi. Chọn hay đó Kha. Đi nào siêu xe tải, hãy giúp những chiếc xe bị kẹt đó nào. Nhìn kìa mọi người, siêu xe tải tới giúp đỡ nè. Làm tốt lắm siêu xe tải. Xong một chiếc, tới chiếc thứ hai nào. Charlotte à, siêu xe tải nói bạn quá dài nên không vừa sàn tải. Nhưng anh ấy có cách rồi. Friend, bạn có thể đẩy cô ấy sao cho bánh trước vừa lọt vào sàn tải không? Xuất sắc lắm. Giờ hãy tới trạm xăng của Tyson nào. Chào Tyson, siêu xe tải có vài khách hàng cho bạn nè. Bạn giúp họ được không? Tuyệt lắm. Hãy đưa họ xuống đi. Xong rồi, bạn đi được rồi đó Charlotte. Bạn có lẽ sẽ giúp được Tom tại nơi xảy ra tai nạn.
nhìn các bạn kìa, tất cả đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình rồi chứ. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ siêu xe tải à. Và cảm ơn Tyson vì đã giúp mọi người đổ xăng. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại nha. Chào em B, một ngày mới với một ca cấp cứu mới à. Bạn nói đúng em B, mỗi ca cấp cứu đều quan trọng như nhau. Xin lỗi nha. Chà, nhìn chiếc xe đó chạy kìa. Phải dừng anh ấy lại ngay. Cherry, Amber không có thời gian để dừng chiếc xe đó vì cô ấy có một ca cấp cứu. Bạn có thể báo cho đội tuần tra về chiếc xe đó chứ. Các bạn, có một chiếc xe đang phóng nhanh và vượt ẩu trên đường cao tốc. Phải dừng hắn lại ngay. Vì vậy Hector, ý bạn là bên ngoài lạnh quá và bạn không muốn đi sao? Thôi mà Hector, chúng ta là một đội. Matt nghĩ là bạn quá ích kỷ đó Hector. Anh ấy nói là sẽ cùng Frank bắt chiếc xe đó mà không cần bạn. Vì vậy Frank, bạn nghĩ chúng ta cần có máy bay trực thăng cho nhiệm vụ này à? Vậy thì chỉ có hai phương án thôi. Yêu cầu Hector gia nhập hoặc nhờ siêu xe tải giúp chúng ta lần này. Ý hay đó Matt, để xem chiếc xe đó có để lại dấu vết gì không. Bạn thấy không? Có người trong thành phố xe hơi cần bạn giúp. Phương tiện nào có thể giúp đội tuần tra dừng chiếc xe phạm luật đó đây, siêu xe tải? À, một máy bay trực thăng. Ý kiến hay đó. Đi thôi, siêu xe tải. Hãy bay tới đường cao tốc. Nhìn kìa siêu xe tải. Họ kia rồi. Nhưng có vẻ như họ chạy quá chậm. Nhanh lên, đuổi theo chiếc xe đó. Tuyệt lắm. Sắp đuổi kịp rồi. Nhưng làm sao để dừng hắn lại đây? Vậy bạn đã chuẩn bị sẵn một phương án đặc biệt à? Chà, siêu xe tải thực sự rất ấn tượng. Siêu xe tải à? Matt và Frank rất ấn tượng với cách mà hôm nay bạn đã giúp họ. Nhưng họ vẫn còn thiếu Hector. Hector.
Hector nói xin lỗi vì đã cư xử quá ích kỷ. Từ giờ anh ấy sẽ sát cánh cùng các bạn trong bất cứ nhiệm vụ khẩn cấp nào. Cảm ơn siêu xe tải. Chúng ta không chỉ bắt được chiếc xe phóng nhanh, mà còn học được về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và tình bạn tốt mới là yếu tố để thành công. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Siêu xe tải. Chào Troy, chuyện gì vậy? Bạn đang giao thiết bị tới bệnh viện trong thành phố xe hơi à? Ôi không, đường hầm từ thành phố xe lửa đã bị chặn rồi. Bạn trong đó có ổn không Troy? Nè Mali, xe lửa Troy bị kẹt trong đường hầm rồi. Bạn có thể nhờ siêu xe tải tới giúp không? Kha, xe lửa Troy bị kẹt trong đường hầm, mà anh ấy cần giao những thiết bị quan trọng tới bệnh viện. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì đây Kha? Một xe nâng hàng à? Hoàn hảo. Tuyệt vời, giờ bạn đã sẵn sàng để cứu Troy rồi. Được rồi, đi thôi. Troy à, siêu xe tải tới cứu bạn đây. Bạn đã sẵn sàng để nâng chưa Kha? Bạn làm được rồi, làm tốt lắm siêu xe tải. Troy rất cảm kích, nhưng giờ anh ấy phải tới bệnh viện ngay. Siêu xe tải, nhìn kia. Làm tốt lắm, Malay. Siêu xe tải, bạn cần phải đặt cục đá đó tới một nơi an toàn hơn. Siêu xe tải sẽ đem cục đá đó tới một nơi an toàn, Malay à. Bạn sẽ đem nó tới đâu vậy, Kha? Bạn nghĩ ra rồi à? Đúng là một chỗ hoàn hảo để đặt cục đá lớn này. Một bức tượng xếp bằng đá.
cha cha, bạn có thể xếp lại mà. Bạn nên dừng nó lại trước khi nó chuyển hóa thành siêu đá đó. Hẹn gặp lại sau nha các bạn. Chào Lily và Amber. Ôi trời, bạn bị nổi ban đỏ khắp người rồi Amber. Hình như bạn và Amber nhí bị bệnh thủy đậu rồi. Ôi không Amber à, phải làm gì đây? Là bệnh truyền nhiễm đó. Bạn sẽ không thể điều trị cho ai hết. Amber nhí à, sẽ rất ngứa nhưng em không được gãi đâu nha. Nếu gãi thì sẽ tệ hơn đó. Bạn nói đúng Amber à, đây là việc của siêu xe tải. Chào Kha, Amber cần bạn giúp. Xuất hiện dịch bệnh thủy đậu quanh đây. Cô ấy và Amber nhí đã bị nhiễm bệnh. Cô ấy không thể tới gần bệnh nhân để chữa cho họ. Bạn giúp được không? Hoàn hảo Kha, một xe cứu thương để thay cho Amber. Nhìn bạn thật tuyệt vời siêu xe tải à. Giờ hãy tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Đi thôi. Ý hay đó. Hãy dùng còi cấp cứu nào. Đây là trường hợp khẩn cấp. Siêu xe tải đã sẵn sàng để giúp đỡ Amber à. Hãy vào trong để anh ấy có thể bắt đầu chuẩn bị thuốc để giúp bạn thấy khỏe hơn. Đầu tiên hãy đeo khẩu trang vào siêu xe tải à. Bạn không muốn bị lây bệnh đâu. Bạn và Amber nhí hãy cùng bước vào bục nào Amber. Mama. Hình như giọng của em hơi bị nghẹt. Dấu hiệu thường thấy ở bệnh thủy đậu. Hãy kiểm tra xem em có bị sốt không. Nhiệt độ của em hơi cao một chút. Hãy nhai những viên thuốc này nào. Để xem bạn thế nào Amber à. Giọng của bạn vẫn trong. Hoàn hảo, không bị sốt. Hãy bôi thuốc lên những vết đỏ này để không bị ngứa nữa. Nếu bạn càng gãi nó thì nó càng lan ra đó.
Xong rồi, nó sẽ có hiệu quả. Đây, thứ này sẽ giúp hai bạn cảm thấy tốt hơn. Tốt hơn là giờ nên về nhà và nghỉ ngơi. Siêu xe tải sẽ chăm sóc cho những bệnh nhân tiếp theo. Cảm ơn siêu xe tải. Bao lần bệnh nha các cô gái. Hẹn gặp lại lần sau.